Phát hiện một khối u di động ở ngực rất lo sợ nhưng cô gái trẻ 24 tuổi ở Thạch Hà, Hà Tĩnh băn khoăn không dám phẫu thuật vì sợ để lại sẹo xấu. Cô không thể tin nổi là bác sĩ đã lấy ra một khối u 2cm nhưng mà ngực cô thì không để lại một dấu vết nào. Bệnh nhân cho biết do chưa lập gia đình nên khi phát hiện khối u di động ở ngực trái, chị lo lắng tới một bệnh viện tư gần nơi ở để khám. Kết quả sau khám thì chẩn đoán chị bị u sơ tuyến vú lành tính được yêu cầu mổ hở để bóc tách khối u. Sau mổ một ngày, bệnh nhân đã có thể ăn uống, nói chuyện và đi lại bình thường, vết mổ không còn đau. Đặc biệt tuy bác sĩ đã lấy được khối u 2cm ra khỏi vùng ngực, nhưng không hề để lại một vết tích của can thiệp, chỉ có vết sẹo rất nhỏ ở dưới hõm nách rất khó để nhận ra.